là một giáo viên thì mình biết được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời đại này. Chính vì vậy mà mình luôn luôn muốn tìm hiểu cho con một cái chương trình học tiếng Anh tốt nhất, trong khi khả năng tiếng Anh của mình thì lại không được tốt, bởi vì là ngày xưa mình được học từ cái giai đoạn mà mình phát âm chỉnh sửa rất là khó rồi. Vô tình một hôm mà mình lướt Facebook thì mình thấy rằng là chương trình tiếng Anh Edupia có phần mềm luyện nói iSpeak rất là hay, mình thử đăng ký học cho con thì thật là bất ngờ, ngoài sức mong đợi. Đó là khi mà mình đăng ký học một cái thì là con rất là thích thú, và chính vì niềm yêu thích đấy mà khả năng phát âm tiếng Anh của con vượt trội, đồng thời là kết quả học tiếng Anh của con ở trên lớp cũng như là cái khả năng tự tin giao tiếp tiếng Anh của con đối với mọi người xung quanh là rất là tốt. Ở ngoại thành thì việc tiếp cận với giáo viên người nước ngoài thì thật sự là rất hạn chế, nhưng mà với khóa học Edupia thì lần đầu tiên con đã thích thú với việc mà được học với các thầy cô người nước ngoài. Con phát âm chuẩn theo từng từ, từng mẫu câu mà thầy cô đưa ra, và mình không tự tin để dạy con phát âm vì mình sợ rằng là mình phát âm sai sẽ làm cho con phát âm sai giống như mình. May quá mà có chương trình tiếng Anh Edupia với cái phần mềm luyện nói iSpeak để sửa lỗi cho con phát âm chính xác được từng từ, từng âm tiết trong quá trình học. Mình thấy chương trình tiếng Anh Edupia giúp con cải thiện được cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết qua cái việc mà tương tác giữa con với lại các cái chương trình, ví dụ như là chương trình game này, chương trình thách đấu bạn bè là thi đấu vào 8 giờ tối thứ năm để con được thi đấu cùng với các bạn. Vào thứ hai hàng tuần, ban giáo vụ gửi kết quả học tập của con. Mình nhìn thấy cái phần nào của con mà chưa tốt thì mình cũng có thể là nhắc nhở con thêm. Tuần sau thì con có thể là làm lại để được kết quả tốt hơn. Hello everyone, my name is Thao Nguyen. I'm 10 years old, I live in Bắc Ninh. I like learn English on Edupia very much. I learn English with teacher and chicken bean. So much fun! Every day, I usually spend 20 minutes learn English. I learn English on Tuesday, Thursday, and Saturday after my doing homework. There's a lot of interesting lesson here. What I love the Tamil legend is conversation. I can learn English with other friends. From this video, I will help you study English well. Thank you for listening and goodbye. English love to learn. Yeah!